Cảm ơn các bạn đến với Dose Beauty. Hôm nay chúng mình sẽ gặp gỡ gia đình công chúa tóc dài. Ôi, nhiều dơi quá. Một lão ma cà rồng xuất hiện. Hoàng tử Ken đã dũng cảm xông lên đánh lão, nhưng lại bị đánh ngã mất rồi. Hoàng tử đã đứng dậy và chém đứt tay lão ma cà rồng. Nhưng tay hắn đã liền lại, thật đáng sợ. Hắn tiến tới, hoàng tử đâm hắn, nhưng lại bị gãy kiếm mất rồi. Ma cà rồng đã tới cắn hoàng tử, công chúa tóc dài và con gái rồi biến mất. Gia đình công chúa tóc dài mệt mỏi trở về lâu đài nghỉ ngơi. Qua một đêm dài, chúa đã bị biến thành ma cà rồng và hoàng tử cũng vậy. Hai người tới gọi con gái dậy. Con gái yêu dậy nào. Thì thấy cô bé cũng đã trở thành ma cà rồng. Cả gia đình vào mở tủ quần áo để chuẩn bị trang phục mặc thì không còn phù hợp với ma cà rồng. Chúng mình hãy giúp làm trang phục mới cho gia đình công chúa ma cà rồng nhé. Đầu tiên là chiếc váy dài duyên dáng có phần bí ẩn và quyến rũ cho công chúa ma cà rồng Barbie. Thêm một đôi giày cao gót cá tính. Sẽ có màu đen sang trọng huyền bí như bàn đêm kết hợp màu đỏ rực rỡ và xinh đẹp. Mặc cho công chúa nào. Thêm đôi cánh ma cà rồng và mái tóc, đôi giày. Công chúa ma cà rồng thật xinh đẹp. Tới trang phục cho hoàng tử Ken. Đây sẽ là bộ vest lịch lãm phong cách hoàng gia, nhưng vẫn bí ẩn đúng chuẩn ma cà rồng. Đôi giày cao cổ. Màu của trang phục cũng được kết hợp màu đỏ rực rỡ và đen huyền bí sang trọng. Lại viền cho trang phục bằng bút dạ trắng. Chiếc áo sơ mi bên trong cũng có màu đen và đỏ. Mặc cho hoàng tử nào. Hoàng tử ma cà rồng có bộ trang phục rất phù hợp phải không các bạn?
cùng, chúng mình sẽ vẽ trang phục cho bé gái dễ thương. Bé sẽ có một chiếc váy mới với dáng ngắn và xòe ở thân váy cùng đôi giày hoa dễ thương. Trang phục cũng được kết hợp màu đỏ và đen đúng chuẩn ba cà rồng. Dạo trong khu rừng. Khi đi dạo rất tốt cho sức khỏe đấy các bạn à. Ôi, lão ma cà rồng lại xuất hiện. Nhưng bây giờ gia đình công chúa không còn sợ như trước nữa. Lão ma cà rồng không làm hại hoàng tử được nữa mà đã bị hoàng tử cắn lại. Hắn đã bị biến thành một con dơi bé xíu thảm hại và bay đi. Chúc mừng gia đình công chúa tóc dài đã thắng lão ma cà rồng nhé. Xin chào tất cả các bạn đến với Dust Beauty Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá đáy đại dương rộng lớn cùng gia đình tiên cá Barbie nhé. Một con tiên cá zombie rất đáng sợ đang xuất hiện và cắn Barbie của chúng ta. Nó cắn cả tiên cá nhỏ kìa các bạn ơi. Có ai cứu tiên cá không? What is up? May quá Ken đã có mặt. Ken đang chiến đấu với con zombie đáng sợ để bảo vệ mẹ con Barbie. Nhưng Ken cũng bị zombie cắn mất rồi. Cố lên Ken. Con zombie đã bỏ chạy. Hoan hô. Are you okay? May quá, Ken không sao. Gia đình tiên cá hãy về nhà đi, ở đây nguy hiểm quá. Good night. Tới giờ đi ngủ rồi các bạn ơi. Chúc gia đình tiên cá ngủ ngon và mơ đẹp nhé. Trời đã sáng rồi, dậy thôi gia đình tiên cá ơi. Ôi, chuyện gì thế này? Barbie đã bị biến thành zombie da xanh xấu xí. Daddy, wake up. Barbie tới gọi con gái dậy. Tiên cá nhỏ cũng bị như thế. Còn Ken thì sao? Ken cũng bị biến thành zombie mất rồi. Barbie tới mở tủ quần áo ra thì trang phục bình thường đã không phù hợp nữa. Hãy làm trang phục mới nhé. Trước tiên, chúng ta hãy vẽ váy mới cho tiên cá Barbie. Đây là một chiếc đuôi cá mềm mại với chiếc áo tắm vỏ sò xinh đẹp. Mẹ để chiến đấu.
Hãy tô màu cho trang phục nào. Đầu tiên, chúng mình sẽ kết hợp màu hồng sáng tạo sự ngọt ngào và xinh đẹp cho trang phục. Tiếp theo là sử dụng màu tím để tăng sự nữ tính nhé. Hãy tô thêm một chút màu xanh da trời để bộ trang phục có sự tươi tắn trẻ trung. Chúng mình sẽ đính thêm những viên đá lấp lánh ở phần eo và đuôi cá để tạo sự lộng lẫy cho trang phục. Phục đã hoàn thành. Barbie mặc trang phục mới thật phù hợp phải không các bạn? Yes. Bây giờ chúng mình sẽ vẽ trang phục mới cho tiên cá nhỏ. Chiếc đuôi cá nhỏ nhìn thật dễ thương phải không các bạn? Thiếu áo tắm phải không nào? Hãy tô màu hồng cho trang phục của tiên cá bé giống màu trang phục của tiên cá Barbie nhé các bạn. Tô thêm màu xanh da trời tươi tắn nữa. Phục đã xong, mặc cho tiên cá nhỏ thôi nào. Wow, tiên cá nhỏ mặc đồ mới trông thật xinh đẹp và đáng yêu. Cuối cùng là vẽ trang phục cho tiên cá Ken. Đầu tiên là một chiếc đuôi cá mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ với những chiếc vảy cá cứng cáp. Thêm một cây đinh ba để chiến đấu. Chúng mình sẽ sử dụng màu xanh da trời sáng kết hợp xanh than tràn đầy sức sống và vô cùng mạnh mẽ làm màu chủ đạo cho trang phục mới của tiên cá Ken nhé. Và tô chiếc đinh ba màu vàng rực rỡ như đinh ba của chúa tể biển cả. Cả nhà mặc trang phục mới rất phù hợp rồi. Hãy đi tìm con zombie đáng ghét kia để hỏi tội thôi. Con zombie ở đây này các tiên cá ơi. Hãy chạy đi, đừng để bị nó cắn. Gia đình Barbie đã tới chặn đường con zombie. Barbie đã lên chiến đấu với nó. Ôi không, zombie áp đảo Barbie rồi. Tới Ken xông lên đánh zombie. Cố lên Ken ơi. Cả gia đình đang hợp sức đánh zombie. Cố lên gia đình tiên cá ơi. Yeah, con zombie bị đánh te tua, bị thua và ngã xuống. Gia đình Barbie đã chiến thắng.
Zombie biến mất, để lại một lọ thuốc. Có thể là thuốc giải không nhỉ? Yes. Hãy thử xem gia đình tiên cá. Gia đình Barbie uống vào và đã trở lại xinh đẹp tràn trề sức sống như ban đầu. Chúc mừng gia đình tiên cá xinh đẹp và dũng cảm nhé.